On a scale 1 to 10, she a 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public. Có chuyện gì đấy bạn? Tôi bị lừa hết rồi bạn ạ. Bị lừa hết. Ai lừa? Hết cả tiền rồi. Tôi tin tưởng cho người ta vay, bây giờ không đòi được, gọi cũng không lạc được. Tôi phải đập cái con lợn tôi dành dụm ra để còn lấy tiền sinh hoạt. Ngay rồi mấy cái trò lừa đảo trên mạng. Vì tin tưởng mà bây giờ không biết làm nào nữa. Gì đây? Chán quá bạn ạ. Xin lỗi. Sao lại Vario 160 là như nào? Tôi dự định là nuôi con lợn này rồi để mua cái xe đấy. Nhưng mà chắc là phải lùi lại dự định đấy thôi. Thôi bạn ạ, coi như là của đi thay người đi. Tớ thì tớ nghĩ rồi. Để mà cảm ơn bạn thời gian qua đã giúp đỡ cũng như là đồng hành trong công việc cùng tớ ấy, thì tớ quyết định là sẽ giúp bạn thực hiện ước mơ. Đi, bây giờ là đi với tớ. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tớ. Nhân dịp hôm nay mình có cơ hội tặng cho thằng bạn một con xe chất lượng, thì hôm nay mình sẽ bắt nó trả công mình bằng cách là review em Chiến Mã tay ga này để cho tất cả các bạn trên kênh mình cùng xem nhá. Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave, that's a no-go. Giới thiệu với tất cả các bạn, bên cạnh mình đây đang là một chiếc Honda Vario 160. Và thằng bạn của mình hả? Đang phải trò gì đấy? Tớ đang đo xem là cái chiều dài trục cơ sở xe nó có trùng với cả cái con số nhà xuất đưa ra trên mạng không bạn ạ? Thế đo có trùng không? Ui giời, tớ đo kỹ lắm rồi, chuẩn từng mm. Thế thì được rồi. Và bây giờ hãy cùng mình khám phá xem những lý do gì mà thằng bạn của mình nó lại mê con Honda Vario 160 đến như vậy nhá. Thế mày thích xe này lâu chưa? Xe này á? Ngay từ lúc mà có cái tin là Honda Việt Nam sẽ phân bổ chính hãng cái xe này ở thị trường ấy, là tôi đã lên web tôi nhìn ngay. Mà tôi nhìn vẫn là tôi ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên bạn ạ. Thế xe này có những cái gì mà mày thích? Trên cái xe này ấy, mà ấn tượng nhất với tôi thì đầu tiên tôi thấy đó chính là cái DNA thể thao trên dòng xe này. Cũng như là cái bộ phối màu của nó cũng rất là ấn tượng. Cái thứ hai là tôi chưa lái một cái xe ga nào mà có cái dung tích xi lanh đến 160cc bạn nhớ. Mạnh chưa? Mạnh chưa lái 160 bao giờ ạ? Thứ ba đó chính là cái xe này ấy, nó có một cái chỗ để chân tôi để ý rất thoải mái, đó là rất là rộng. Phù hợp với những cái hành trình dài và khi để chân lên đó nó sẽ không bị vướng hay là nó mỏi khi mà chúng ta kết thúc hành trình. Đến những cái mà tôi ấn tượng nhất với con xe này khi mà tôi nhìn thấy lần đầu tiên ấy. Thế còn những tính năng khác thì sao? Tính năng mày khác à? Kể lốt cho mọi người xem rồi tao còn hiểu. Cái Vario 160 này ấy, nó còn được trang bị lốp lớn hơn và dày hơn, giúp bám đường hơn khi mà vận hành. Cả mâm xe hình chữ Y góp phần tạo nên hình ảnh mạnh mẽ và nổi bật. Ui giời, đèn thì sáng thế. Ôi, con Vario này trang bị công nghệ đèn LED trên toàn bộ hệ thống đèn luôn, giúp tiết kiệm nhiên liệu và tăng độ nhận diện bạn nhé. Cụm đèn LED này á, cực kỳ là tinh xảo luôn. Và sao sáng thế? May là tôi đeo kính ạ. Tôi mà không đeo kính thì quả đấy mù mắt. Không phải mỗi đèn trước đâu bạn ạ. Tôi dẫn bạn xem đèn sau nhá. Lại có đèn sau luôn à? Đèn hậu này cũng là công nghệ LED. Đặt gọn hàng phía đuôi xe, tách biệt hoàn toàn so với xi nhan, tạo hiệu ứng 3D, nhìn một phát biết đuôi của Vario luôn. Chỗ này người ta đi lại đông quá. Bạn dắt tôi cái xe đây đỡ vướng lối đi đã. Thích chưa? Nghe kể thế là thích chưa? Ôi, con này chính ra dắt nhẹ phết. Ôi trời ơi, nói làm gì? Tưởng nặng. Rồi, tiếp tục đi. Thế thì con xe này ngoài ra thì còn có những cái tiện ích gì không? Ô, xe này của tôi có trang bị màn hình kỹ thuật số, hiển thị đầy đủ thông tin bạn ạ. À thế á? Đâu xem nào. Bạn nhìn thấy chưa? Ừ đây nhỉ. Ở đây có báo xăng này bạn này. Ôi, như các xe bình thường luôn. Có đồng hồ công tơ mét này, có đồng hồ này, chip A này. Ừ được. Đấy, xe không chạy đồng hồ thì thị bằng không đúng không? Đúng nhất sai cãi của tôi cái. Boy. Ngoài ra ấy, xe của tôi có cốp, có USB, sạc điện thoại. Ui giời, thế cả. Chính ra nó thiết kế như này cũng tiện nhỉ. Bởi vì nhá, nhiều khi mà mình kiểu đi ngủ quên không sạc điện ấy, xong rồi sáng sau mình phải làm sớm ấy. Đúng rồi. Trên đường đi mình chỉ cần cắm dây sạc thải điện thoại đấy đến nơi cái là pin đầy. Trên đường đi tour còn cài được cả sạc dây sạc vào điện thoại luôn. Ờ nhỉ, đi tour đúng rồi, chuẩn đi tour. Nhiều khi mà mình kiểu search bản đồ này hay là chỗ nào một kiểu cảnh đẹp quá, cứ chụp ảnh quay phim nhiều thì mấy thì chả hết pin. Nhưng mà sạc để nói đi tour ấy, trên xe này của tôi nhá, trên phiên bản đặc biệt và phiên bản thể thao còn trang bị cả ABS.
chống bó cứng phanh. Ừ, ngon đấy. Ừ, ABS. Với cả ông chính nhá. Cái cốp này của nó cũng xài được luôn. Cốp này. Cốp này dung tích 18 lít. Đấy, 18 có lít có thể để tha hồ đồ vào trong này luôn. Ờ được, chỗ này để được một cái mũ 1/2 này, để vài cái kiểu như là đồ dùng cá nhân kiểu găng tay, cái áo mưa, cái ổn áp đấy, ưng đấy nhỉ. Thế tại sao bạn lại chọn màu này? Lần này Honda giới thiệu Vario có 4 phiên bản màu. Nhưng mà tôi chọn đến phiên bản cao cấp có phối màu xanh đen bạc và hợp với tôi nhất. Ngoài ra thì nó cũng còn có phiên bản đặc biệt có màu đỏ đen bạc, phiên bản thể thao thì là xám đen bạc, còn phiên bản tiêu chuẩn thì là chỉ có đen bạc thôi. Êm đấy nhỉ. Ôi bạn ơi, đến giờ muộn rồi. Chắc là tôi về. Từ đã. Sao thế? Cho mượn đi thử cái xem nào. Muốn đi thử á? Ừ, chứ chả lẽ từ nãy toàn lý thuyết mõm thì bây giờ phải thực tế là mình phải đi thử trải nghiệm để cảm nhận chứ. À nhưng mà xe mới thì không dễ thế đâu bạn ơi. Nhá. Sao lại không dễ? Ai ủa? Cái gì cơ? Nghe chưa? Tớ bảo, bạn cầm về hội tờ cái. Rồi xuống. À, vội quá. Chê ít à, còn lợn lẻ nữa. Ai ừ. Nào, như nào? Lẻ lắm nhá. Nhá. Tôi lạ gì bạn, bạn quá à. Ấy. Ok, bây giờ mình sẽ trải nghiệm Vario 160 nha anh em. Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a millie, check the price tag. Got the gold chain and a wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. Ain't no time for piss stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop. Huh, cause my style. Cảm giác ngồi trên con Vario 160 này thì nó rất là thoải mái các bạn ạ. Và cảm giác lái xe thì nó khá là chân thực nhá. Đấy. Tốc độ phản hồi từ mặt đường đến tay lái thì mình cảm giác thấy nó rất là thật. Không hề bị sốc mà ngược lại là rất là êm luôn. Với con Vario 160 này thì nó dư sức để các bạn chạy phố luôn. Và nếu như các bạn nào mà muốn đổi gió chạy tour bằng xe ga thì mình nghĩ con Vario 160 này đáp ứng được cho các bạn luôn. Khi bạn mua xe tại Honda, bạn sẽ nhận được 7 đặc quyền chính hãng. Đó chính là chất lượng toàn cầu, phụ tùng chính hãng, bảo hành 35 hoặc đến 30.000 km, kỹ thuật viên thì chuyên môn cao, tiện ích trên My Honda Cộng. Và mua xe sẽ có rất nhiều ưu đãi và đặc biệt là các bạn sẽ được trải nghiệm xe miễn phí nhá. Còn suy nghĩ gì nữa mà không đến ngay hớt của Honda để xúc em nó về thôi. Giới thiệu với tất cả các bạn Honda Vario 160.